Quý vị và các bạn thân mến, Lê Vân đang có mặt trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường 6 thành phố Trà Vinh để tìm đến nơi sản xuất ra một loại bánh vô cùng đặc biệt. Đây cũng là một trong những loại đặc sản nổi tiếng được nhiều du khách tìm mua khi mà về với quê hương Trà Vinh. Đó là loại bánh gì? Bây giờ thì quý vị hãy theo Lê Vân để cùng khám phá nhé. Dạ, em chào chị Hà. Chào cô. Thưa quý vị và các bạn, đây là chị Hà, là chủ cơ sở sản xuất bánh tét cốm dẹp rất là nổi tiếng ở tại thành phố Trà Vinh. Quý vị biết không, cốm dẹp là món ăn truyền thống của người Khmer đã rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà bánh được làm từ cốm dẹp thì chắc hẳn là còn rất là nhiều người chưa biết nhiều về loại bánh này. Chính vì thế mà trong chương trình hôm nay thì chị Hà sẽ là người hướng dẫn cho Lê Vân và quý khán giả cách để làm ra một chiếc bánh cốm dẹp như thế nào nhé. Chị ơi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm được chưa chị? Giờ bắt đầu mình làm luôn, bánh. Dạ, giờ làm ha. Chị ơi, ở đây em thấy có rất nhiều thứ. Không biết là nguyên liệu để làm ra một cái bánh tét cốm dẹp thì gồm những cái gì chị? Dừa để làm. Dừa, giá ca, nồi cốt. Dạ. Rồi xào với cốm dẹp. Dạ. Cái này bắt với nhân, này nhân đậu. Nhân đậu. Cái này xanh hả chị? Nhân đậu xanh, cái này nhân dừa. Nhân dừa. Cái này là mình đã sơn rồi không chị? Cái này sơn rồi, sơn kẹo rồi. Chị ơi, công đoạn đầu tiên của mình sẽ là công đoạn gì chị? Trộn cốm dẹp. Dạ. Vậy lấy đồ bông tay bao vô. Dạ. Rồi hốt cốm dẹp qua. Dạ. Rồi đổ nước dừa vô. Nước dừa này là mình đun sôi phải không chị? Đun sôi. Đun sôi rồi mình mới trộn với cốm dẹp. Chị ơi, nhưng mình trộn xong rồi mình làm gì nó kẹp nhồng. Chị ơi, mình trộn tới khi nào thì được chị? Rồi rồi nè, xong rồi rồi mình bắt nè. Nó nở ra là bắt rồi. Chị ơi, mình trộn cốm dẹp xong rồi thì tiếp theo mình sẽ làm gì chị? Rồi mình bắt cốm dẹp vô với nhân. Dạ, nhân. Chị ơi, nhân này là nhân đậu xanh, không biết để làm ra cái nhân này mình làm thế nào? Thì nhân á mình nấu chín nở xong cái mình bỏ đường vô nguội. Dạ, sơn lại. Sơn lại. Rồi. Theo như giới thiệu ban đầu thì còn có nhân dừa nữa không chị? Như là nhân dừa này là mình đã sơn rồi. Sơn rồi. Dạ, mình trộn với cái này là đậu phộng. Dừa có đậu xanh trong chấm á. Dạ. Chị ơi, không biết là một ngày mình làm ra khoảng bao nhiêu đồng một tét? Ngày á, bán đắt thì được 200, còn bán gì vừa có 100 mấy. Dạ. Không biết là nghề của mình á, là làm được bao nhiêu năm rồi chị, từ bao lâu rồi? Làm cái đời bà ngoại, tiếp đời má, cái đời đàn con luôn á. Dạ, lâu dữ hả chị? Lâu rồi. Chị Hà ơi, cái bánh tét cốm dẹp này của mình là nhân chính là nhân đậu hay nhân dừa? Chính là đậu á. Cái này là mới làm nhân dừa sau này thôi. Dạ. Nhìn đẹp quá chị ơi. Quý vị và các bạn ơi, thì sau khi Dân và chị Hà đã vò nhân xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gói bánh nha. Chị em mình bắt tay nhau gói đi. Dạ. Chị hướng dẫn cho em nha. Rồi cơm giò cũng dẹp cho nó đều tròn xong rồi cứ đè dẹp ra. Dạ. Này dẹp ra, không bỏ cục nhân vô. Bắt mỏng keo bọc qua. Quý vị và các bạn ơi, thì công việc gói bánh như thế này cũng không quá khó, cũng không dễ. Nhưng mà hôm nay Lê Vân cảm thấy rất là vui vì được cùng với chị Hà làm ra những cái bánh tét cốm dẹp như thế này. Giờ bắt đầu chị em mình gói bánh. Dạ. Miếng lá như vậy nè, xé ra để xuống. Dạ. Xếp lại, để miếng lá lên.
không phải đựng lo lá vậy nè, phải không? Có biết sao mà làm lá như vậy không? Tại vì cái bánh này quá dẻo, có miếng lá vô nó mới được đứng thành đòn của bánh tét. Dạ. Cuốn rồi cuốn xe cho cái bánh nó đều, để bên có bên không có đầy đủ bánh đó. Bóp hai đầu bánh lại. Quý vị và các bạn ơi, trong chị Hà làm thì rất là đơn giản, nhưng mà khi Lê Vân làm thử thì mới biết là công việc gói bánh thật sự là rất là khó luôn, cần sự khéo léo cũng như là quen tay thuần thục nhiều năm như chị Hà đây rồi. Và các bạn ơi, thì sau một khoảng thời gian thì chị Hà và Lê Vân đã gói xong những đòn bánh nét cấm dẹn như thế này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đem đi hấp nha. Quý vị và các bạn ơi, sau 15 phút chờ đợi thì bây giờ bánh đã chín rồi đây. Chị ơi, không như những loại bánh tét khác, bánh tét cấm dẹp thì mình lại đem hấp hả chị? Tại sao mình hấp mà mình không luộc chị? Tại vì cái này bánh này nó chín sẵn rồi. Hấp bánh tét mỡ thì mới hấp, còn cái này hấp hơi không à. Có đó anh không có nấu được. Để giữ nguyên cái hương vị đúng không chị? Thì chị mời Lê Quang ăn bánh tét cấm dẹp. Dạ. Vì các bạn ơi, vỏ bánh bên ngoài được làm từ cốm dẹp thì rất là dẻo luôn. Còn nhân là nhân đậu xanh thì rất là ngọt và bùi, và đặc biệt là có vị béo béo của nước cốt dừa nữa. Thật sự là nếu như những ai mà thích những loại bánh ngọt thì đây chắc chắn sẽ là món khoái khẩu của họ đó. Qua chương trình này thì chúng ta đã biết thêm một loại đặc sản nữa của quê hương Trà Vinh rồi đúng không nào? Với những nguyên liệu rất là đơn giản thôi, nhưng mà đã tạo ra những chiếc bánh tét cốm dẹp rất là đặc biệt như thế này. Nếu như quý vị và các bạn chưa được dùng thử qua thì hãy nhớ tìm mua những đòn bánh tét rất là hấp dẫn này để thử và có cảm nhận như Lê Vân nhé. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trà Vinh quê tôi tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Vân trong chương trình hôm nay. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.